Rồi, xin chào các bác nhé. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh Sài Gòn. Đây là Santave máy xăng cao cấp sản xuất 2023, vừa làm cái thủ tục để bàn giao cho khách đây các bác. Tuy nhiên là xe này chưa có bấm số đâu, khách hôm nay ngày đẹp muốn lên đây để làm một cái lễ nhận xe, nhưng mà xe vẫn để lại đại lý để tháng 7 đi đăng ký thì sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ, tức là tiết kiệm được mấy chục triệu đó các bác. Thì rất nhiều khách hàng là bây giờ khách hàng thanh toán hết và để xe tại đại lý, rồi sang tháng 7 đi đăng ký, rất nhiều luôn. Ở đây là một trong những khách hàng như vậy các bác. Đây là xe sản xuất 2023 nha các bác. Xe 23, 22 thì nó giống hệt nhau, nó khác nhau về giá thôi. Hiện tại là bản xăng cao cấp giá niêm yết của nó là 1 tỷ 275, đang ưu đãi cho các bác, giảm được 85 triệu là sẽ còn 1 tỷ 190. Còn các bác để xe sang tháng 7 thì các bác sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ nữa. Đó là ưu đãi của, gọi là ưu đãi của chính phủ đấy các bác. Còn đại lý chỉ ưu đãi cho các bác là 85 triệu thôi. Tổng ra thì nếu mà cộng cả ưu đãi của đại lý, cả chính phủ là các bác được ưu đãi 100 mấy chục triệu đấy, rất là nhiều. Thì đây là con màu trắng ha. Đây là con máy xăng cao cấp, con bên kia là con máy dầu cao cấp. Thì xăng cao cấp với dầu cao cấp nhìn bên ngoài là y chang nhau. Chỉ có phía sau đuôi là con máy dầu thì nó đóng logo 2.2, còn máy xăng thì nó sẽ không đóng logo 2.2. Premium là bản cao cấp nhất này. Này, đối bản máy xăng thì nó ngay đây thì nó sẽ ghi chữ hatchback thôi, còn bản máy dầu thì nó đóng logo 2.2 nữa. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đây là hệ dẫn động thông minh do Hyundai phát triển đây các bác. Quay sơ sơ thôi các bác hả? Các bác cần tư vấn kỹ hơn, sâu hơn thì các bác liên hệ trực tiếp nhé. Đối với cái dòng cao cấp á, thì nó sẽ có là máy xăng và máy dầu. Thì cao cấp máy xăng và máy dầu nhìn vào cái núm này mình cũng sẽ biết nè. Đối với cái núm hiện như thế này á, thì nó sẽ là máy xăng, nó sẽ có 4 chế độ lái. Còn phiên bản máy dầu cao cấp á, thì nó sẽ có một vài cái hình ở trên này nữa, thì nó sẽ là có thêm 3 chế độ đa địa hình nữa. Đó, còn lại thì nó y chang. Đời này thì nó xài máy 2.5 Smart Stream, máy hút khí tự nhiên các bác, công nghệ phun xăng đa điểm, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian hatchback. Đèn thì công nghệ LED hết rồi, LED 3 ngày hình chữ T nè, pha cốt LED nè, lưới tản nhiệt mạ chrome nè. Nó không có đèn sương mù nha các bác, đèn sương mù trước là nó không có đâu. Mâm 19 inch, mâm nhìn khá là lực. Đấy, áp suất lốp các thứ, cam 360. Ghế thì bọc da nâu như thế này nè. Chỉnh rất là nhiều hướng nha. Nó chỉ thiếu cái chức năng massage thôi, chứ chỉnh lên tới 14 hướng. Rất là nhiều, có làm mát ghế, sấy ghế, sấy vô lăng, tá lạ hết. Phía sau này thì kính tối màu có rèm nè các bác. Bên trên thì kính hai lớp cách âm. Đấy, dạo như vậy thôi. Các bác quan tâm thì liên hệ với tôi theo cái số trên tiêu đề nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.